Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1114-1115 Nực cười, tại bản đế trước mặt, lại có gì trận có thể ngăn cản? Phong Thiểu Vũ ánh mắt lạnh lùng, tiến tới một bước, trong tay đế vương chi kiếm lại lần nữa xuất hiện, nổ bắn ra sáng chói hồng quang, xông thẳng tới chân trời, sau đó ngang tàn chém xuống, ông, kiếm quang những nơi đi qua, hư không trực tiếp phá vỡ, hóa thành bột mịn, hư không loạn lưu quét ngang, cái này đáng sợ một kiếm liền vô thanh vô tức chém rụng tại liễu cơ gia tổ địa bên ngoài phía trên đại trận. ầm 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 ầm, trong khoảnh khắc, chạy dài nổ tung vang lên, một cổ đáng sợ kiếm khí vậy mà xuyên thấu qua trận thể bao phủ xuống, càng quét ra, lập tức chấn động đến mức tổ địa bên trong rất nhiều cừu gia võ giả nhao nhao thổ huyết, mặt lộ vẻ hải nhiên, thật là đáng sợ, cái này phong thiểu vũ như thế nào mạnh như vậy. Cách ngũ hành tuyệt diệt đại trận lại đều có thể làm bị thương hắn nhóm thực lực thế này, cho dù là ban đầu lão tổ cơ không cách nào cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Cái này hiên viên đại đế phong thiểu vũ đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, người này thật mạnh, trần thiểu kế hoạch có thế thực hiện sao? Cơ đạo nguyên có chút kinh hãi nói, một kiếm kia, tinh thần của hắn cũng bị rung động, hắn có loại cảm giác, nếu như không phải ngũ hành tuyệt diệt đại trận cùng cơ không tuyết cấm chế ngăn cản. Hắn nếu là tự mình đứng ở nơi này một kiếm phía dưới, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt, hài cốt không còn, một bên hữu dị ma quân cũng lòng còn sợ hãi, nó có cảm giác giống nhau, nhân tộc cường giả, vậy mà đã đáng sợ như vậy sao, đáng tiếc. Hôm nay võ đại lục thiên địa áp chế bọn chúng dị ma tộc người tu vi, bằng không, nó há lại sẽ e ngại phong thiểu vũ. Nhưng bây giờ, cảm giác của nó cùng cơ đạo nguyên một dạng, nếu là đơn đã độc đấu, e rằng ngăn không được phong thiểu vũ một kiếm, yên tâm, tất nhiên Trần Thiểu quyết định kế hoạch này, vậy thì nhất định sẽ thành công. Hủ dị ma quân trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, âm thanh có chút run rẩy nói, Phong Thiểu Vũ nhìn thấy chính mình một kiếm vậy mà không thể đem cơ gia tổ địa trận pháp phá vỡ. Lập tức lộ ra kinh nghi, a, à, cái này cơ gia tổ địa phòng ngự vậy mà đáng sợ như thế. Sau đó, hắn cười lạnh, trận pháp này lại đáng sợ lại như thế nào, giống như lúc trước cái kia tổ địa cửa vào cấm chế, hắn chỉ cần có thời gian, phá vỡ chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn, bởi vậy, hắn lập tức liền động thủ, rầm rầm rầm, vô số kiếm quan tầng tầng nghiền ép xuống. Cơ gia tổ địa không ngừng rung động, vô số đá vụn sắc sắc đổ rơi, phản phất đá vụn đều phải bạo toái, cựu gia mọi người nhất thời không ở lại được nữa, nếu như tại cung điện bên ngoài, chỉ là dư ba, e rằng đều có thể đem võ đế cấp bậc trở xuống đệ tử cho hết thảy đánh giết, tất cả mọi người đều trốn đi cơ đạo nguyên vội vàng khẽ quát một tiếng. Mang theo vô số cừu gia đệ tử, nhao nhao trốn liễu cơ gia trong cung điện, nực cười, biệt tai mà đi trộn chuông. Phong thiểu vũ trào phúng một tiếng, cừu gia người thật đúng là nực cười, cho là như vậy thì có thế tránh khỏi sao. Chỉ cần cơ gia tổ địa mỗi lần bị phá, mặc kệ trốn đến nơi đâu, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết mà ở phong thiểu vũ tiến công cừu gia cung điện thời điểm. Cừu gia trên tòa phủ đệ khoảng không, ông, một bóng người xuất hiện, đây là một cái người mặc phượng bào nữ tử, buông xuống ở trên bầu trời, không tốt, cựu gia phủ đệ đã hủy. Người tới chính là Thượng quan Hy Nhi, nhìn thấy phía dưới hóa thành phế tích cựu gia phủ đệ, lập tức vừa kinh vừa sợ, vạn phần tức giận, chẳng lẽ nàng đã tới chậm sao, bây giờ mặt gia đã bị diệt. Nếu như cựu gia lại bị diệt, vậy nàng phiêu miểu cung bị tổn thất to lớn, cơ gia tổ địa, không đúng, còn có cơ hội. Thượng quan Hy Nhi cũng lại bất chấp tất cả, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ở hư không, hướng về cơ gia tổ địa chỗ bạo lướt mà đi, nàng tốc độ nhanh chóng biết bao, trong chốc lát, liền đã đi tới liễu cơ gia tổ địa bên ngoài, nơi đây khí tức hỗn loạn. Sơn mạch một mảnh hỗn độn, lưu lại kiếm quan khí tức ở đây bốc lên, để cho người ta bùi ngùi biến sắc, mà phía trước trong hư không, một mảnh tàn phá cấm chế khí tức tản mát, có đạo đạo hơi thở hồng hoang không ngừng tản mát mà ra, xong, thượng quan hy nhi sắc mặt trắng bệch, đây rõ ràng là tổ địa cũng đã bị phá, nàng lo lắng vạn phần, liền thân hình nhoáng một cái. Phía trước cấm chế lóe lên, lập tức lộ ra một cái cửa vào, nàng cấp tốc vọt vào, xem như phiêu miểu cung cung chủ, thượng quan hy nhi chấp trưởng cừu gia nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu cơ gia tổ địa vị trí cùng phương pháp đi vào, dễ dàng liền tiến vào liễu cơ gia trong tổ địa. Nàng vừa tiến vào tổ địa, liền nghe được ù ù tiếng oanh minh, sau đó liền thấy phong thiểu vũ đang điên cuồng tiến công cơ gia tổ địa. Mà cơ gia tổ địa bên ngoài trận pháp và cấm chế, có kết vang dội, giống như là tùy thời có thể bạo toái đồng dạng, tiếp nhận áp lực cực lớn, cuối cùng đuổi kịp. Thượng quan hy nhi mừng rỡ trong lòng, chỉ cần phong thiểu vũ còn không có phá vỡ cơ gia tổ địa, sẽ trả có hy vọng, nàng thân hình thoát một cái, vừa mới chuẩn bị xong đi lên, liền nghe được quanh một tiếng, tại đã nhận lấy phong thiểu vũ điên cùng tấn công sau đó, cơ gia tổ địa phía trên cấm chế cuối cùng không chịu nổi, nổ nát ra, ầm ầm. Kiếm quan sáng chói trực tiếp bạo chém xuống, tại thượng quan hy nhi kinh sợ trong ánh mắt, ngạnh sinh sinh chém vào liễu cơ gia trong tổ địa, lập tức, cơ gia tổ địa vỡ ra, vô số cung điện nát bấy, tại đã mất đi trận pháp ngăn cản sau đó. Vừa mới sửa chữa hoàn hảo cơ gia tổ địa một lần nữa vỡ ra, vô số kiến trúc ù ù sụp đổ, hóa thành bột mịn, tràn diện sự khốc liệt, làm cho người kinh dị, ha ha ha, đại đế thần uy cái thế. Đại đế uy vũ, dứt sạch cừu da người. Cái kia vài tên hiên viên đế quốc cường giả cấp cao nhất lập tức đại hỷ, thân hình thoát một cái, liền muốn phóng tới phía dưới cơ gia tổ địa tiến hành huyết tẩy cùng đồ sát. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn lao xuống, trong hư không trong lúc đó truyền đến một cổ làm bọn hắn tâm quý khí tức khí tức kia phản phất có hồng hoang mảnh thú đột nhiên thức tỉnh đồng dạng, làm bọn hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được một cổ trước nay chưa có hồi hộp, cái gì? Bọn hắn vội vàng quay đầu, liền thấy nơi xa hư không? Một đạo màu đỏ tàn ảnh bạo lướt mà đến, mang theo vô tận phẫn nộ, là Thượng quan Hy Nhi, tất cả dừng tay. Thượng quan Hy Nhi tức giận, cái này cựu gia thế nhưng là nàng phiêu miểu cung nuôi dưỡng ước chừng 300 năm thế lực A, nơi đây, khác thường ma tộc người một cái trụ sở, nhưng bây giờ, lại bị phong thiểu vũ cho trực tiếp hủy diệt, lại thêm mặt gia nghĩa trang chi hủy. Một lần này chấp pháp điện có thể nói là tổn thất nặng nề, có tay cục thống khổ, phong thiểu vũ, ngươi quá mức. Thượng quan hy nhi tức giận, lửa giận trong lòng cũng lại không ổn định, trên gương mặt, hoàn toàn lạnh lẽo, ung tùng tay ngọc trước tiên dò xét ra ngoài, chụp về phía cái kia hiên viên đế quốc mấy đại cường giả, là Thượng quan Hy Nhi. Tới tốt lắm. Không nghĩ tới Thượng quan Hy Nhi vậy mà lại tự mình chạy đến nơi đây. Ha ha ha, giết nàng, phiêu miễu cung liền sẽ hủy diệt. Hiên viên đế quốc vô số cường giả đầu tiên là chấn kinh, sau đó cùng hỉ, giết, bọn hắn gầm thét, mấy tên cường giả cấp cao nhất lập tức đồng thời động, ầm ầm, trực tiếp trực tiếp thẳng hướng Thượng quan Hy Nhi, lăng. Thượng quan Hy Nhi gầm thét, chân nguyên trong cơ thể phun trào, một cổ bàn bạc không thể ngăn cản sức mạnh lập tức bạo dũng mà ra. Rầm rầm rầm, cái kia vài tên hiên viên đế quốc cường giả cấp cao nhất chỉ cảm thấy một cổ không cách nào chống cự sức mạnh cuốn tới, từng cái lập tức bị ném đi ra ngoài, chật vật không chịu nổi, phong thiểu vũ, ta muốn một lời giải thích. Thượng quan Hy Nhi gắt gao nhìn chầm chầm phong thiểu vũ, đằng đằng sát khí, nộ khí trùng thiên nói, vô tận hơi lạnh tỏa ra bên trên quan hi nhi ngươi cuối cùng cũng đến rồi phong thiểu vũ yên tĩnh nhìn xem bên trên quan hi nhi nhìn xem cái kia đã từng chính mình vô cùng quen thuộc nữ nhân bây giờ lại vạn phần lạ lẫm hắn thản nhiên nói ta cảm thấy cần giải thích hẳn là ngươi đi đại đế cùng nàng nói nhảm cái gì giết bên trên quan hi nhi thiên hạ này chính là chúng ta hiên viên đế quốc không sai giết bên trên quan hi nhi Diệt phiêu miễu cung, trong thiên hạ, chỉ có hiên viên đế quốc cao nhất. Vài tên hiên viên đế quốc cường giả đứng ngạo nghễ hư không, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, hỉ nộ chồng chất nhìn xem bên trên quan hy nhi, vui chính là, bên trên quan hy nhi dám một người tự mình đến đây, chỉ cần giết bên trên quan hy nhi, như vậy phiêu miễu cung khó thoát hủy diệt một đường. Mà một khi phiêu miễu cung hủy diệt, trong thiên hạ, ngoại trừ hiên viên đế quốc, còn có thế lực nào có thể tiếp nhận phiêu miểu cung tới chấp trưởng thế giới này, chỉ có hiên viên đế quốc, giận là, bên trên quan hy nhi thực lực quá cường đại, lúc trước tiện tay vung lên mà thôi, liền đem mấy người bọn họ chấn động đến mức thổ huyết, hơn nữa nhìn bộ dáng kia, bên trên quan hy nhi tự hồ còn không có thi triển ra toàn lực. Cái này khiến mấy người bọn họ làm sao không kinh, làm sao không giận, bên trên quan hy nhi thực lực vậy mà đáng sợ như vậy sao, đương nhiên, trong lòng mặc dù kinh sợ, nhưng những người này nội tâm vẫn như cũ tràn đầy tự tin có hiên viên đại đế ở đây bọn hắn rất tự tin bên trên quan hi nhi khó thoát khỏi cái chết bởi vì trong thiên hạ không người lại là đại đế đối thủ cho nên bọn hắn vừa mừng vừa sợ trên thân từng cái phóng ra đáng sợ sát cơ chậm rãi hướng về phía trước muốn đem bên trên quan hi nhi bao vây lại đây là muốn đem lên quan hi nhi đường lui cho phong tỏa không cho nàng bất luận cái gì hy vọng chạy trốn Đối mặt cái kia hiên viên đế quốc vài tên cường giả hành động, bên trên quan hy nhi không nhúc nhích tí nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem phong thiểu vũ. Nàng hoàn toàn không thấy hiên viên đế quốc cao thủ, giờ này khắc này, trong ánh mắt của nàng chỉ còn lại có phong thiểu vũ một cái, rốt cuộc là lúc nào, hai người bọn họ ở giữa lên khe khe hở, nàng không nhớ gì cả, tự hồ, hẳn là cổ lo lắng giới đóng lại sau đó a à, dị ma tộc bại lộ, toàn bộ hết thảy, đều trở nên không thuận lợi đứng lên còn có thần bí kia thiên đạo tổ chức. Lần lượt không hiểu giao phong, thậm chí phiêu miểu cung bị tập kích, sau lưng đều tựa như có một cái hắc thủ sau màn đồng dạng, đang chậm rãi thôi động, nhưng phiêu miểu cung cùng hiên viên đế quốc bất đắc dĩ đi tới hôm nay một bước này, thậm chí, muốn đi đến cuối cùng đối lập mặt, có thể lên quan hi nhi không quan tâm những thứ này, nàng quan tâm là phong thiểu vũ ý nghĩ. Quan tâm là phong thiểu vũ nội tâm, nàng muốn biết, đây hết thảy phong thiểu vũ là thế nào nghĩ là bị bất đắc dĩ, hay là chớ hữu dụng tâm, nàng ngẩng đầu, ngưng thị phong thiểu vũ hai mắt, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút manh mối, nhưng mà nàng thất vọng, phong thiểu vũ ánh mắt là bình thản như vậy, bình thản bên trong thậm chí còn mang theo cái kia một tia lạnh nhạt. Phản phất vô cùng lạ lẫm, một cổ không rõ lửa giận, từ trên quan hy nhi trong lòng bắt đầu cháy rừng rực, đại đế. Mà lúc này, hiên viên đế quốc vài tên cường giả đã đem lên quan hy nhi bao vây lại, không khỏi đồng thời nhìn về phía phong thiểu vũ, trên người mấy người nở rộ đáng sợ chân nguyên, trong tay phát ra vũ khí, lập tức, đáng sợ quy tắc chi lực bao phủ ra. Đem lên quan hy nhi tầng tầng bao vây lại, cái kia từng đạo đại đạo quy tắc, hóa thành cổ xưa thiên chương, trấn áp thiên địa hết thảy, bọn hắn đang chờ phong thiểu vũ mệnh lệnh, chỉ cần phong thiểu vũ một câu nói, bọn hắn liền sẽ lôi đình động thủ, chém giết bên trên quan hy nhi, nhưng mà đáp lại bọn họ, nhưng là Phong Thiểu Vũ lời lạnh như băng âm, "Các ngươi tất cả lui ra." Phong Thiểu Vũ lạnh lùng nói, "Âm thanh không buồn không vui, đại đế." Hiên Viên đế quốc mấy đại cường giả đều ngẩn ra, bọn hắn không nghe lầm chứ, đại đế nói cái gì, để bọn hắn lui ra, lập tức mấy người lộ ra vẻ ngờ vực, nhịn không được nhìn về phía Phong Thiểu Vũ, bởi vì bọn hắn cho rằng đại đế tuyệt không có khả năng ngay tại lúc này phát ra loại mệnh lệnh này. "Ta để các ngươi lui ra." các ngươi không nghe thấy sao? Phong Thiểu Vũ lại lần nữa lạnh lùng nói câu, một luồng áp lực vô hình, từ trên người hắn nở rộ ra, là Mấy người không hiểu ra sao, mặc dù không biết Phong Thiểu Vũ tại sao lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng vẫn là chịu đựng tức giận sát ý, chậm rãi lui ra, mà trong lòng của bọn hắn, nhưng là hiện lên vô tận nghi hoặc Đại đế đây là thế nào, kể từ bên trên quan hy nhi đến một khắc kia trở đi, luôn cảm thấy đại đế có chút là lạ, bên trên quang hy nhi, người ta một trận chiến. Phong thiểu vũ động, quanh, lay động thân hình, giống như một quả đạn pháo, phóng lên trời, hư không trực tiếp bị chấn nát, xuất hiện một đạo đen nhánh khe rảnh khe hở, hảo, một trận chiến. Bên trên quan hy nhi tự nhiên biết phong thiểu vũ ý tứ. Bọn hắn song phương bí mật, biết được người cực kỳ thư thớt, tự nhiên không thể để cho hiên viên đế quốc cường giả cùng phía dưới sống sót cừu gia người biết được, quanh một tiếng, bên trên quang hy nhi cũng động, giống như một đạo màu đỏ tàn ảnh, phá toái hư không, lập tức bột phát ra chói tai oanh minh, sau một khắc, một cổ kinh thiên nổ tung ở trong thiên địa vang lên. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, hai đạo tàn ảnh điên cùng va chạm, lập tức bột phát ra kinh thiên động địa oanh minh, khí thế kia thật là đáng sợ, vẻn vẹn, vẹn tản mát đi ra ngoài khí tức, liền để phía dưới hiên viên đế quốc các cường giả vì đó biến sắc, bọn hắn có một loại cảm giác, nếu như là bọn hắn gia nhập vào trong chiến đấu, e rằng một cái nháy mắt, bọn hắn liền sẽ vẫn lạc. Loại cảm giác này mười phần mãnh liệt, lại vô cùng chân thực, để bọn hắn mỗi người cũng là không khỏi thất kinh, sao lại có thể như thế đây, bọn họ đều là hiên viên đế quốc cường giả cấp cao nhất, lấy tu vi của bọn hắn, phóng tới đại lục bất kỳ chỗ nào, cũng là cự phách, cũng là cự đầu, cũng là cao cấp nhất cao thủ, nhưng tại phong thiểu vũ cùng bên trên quan hy nhi giao phong phía dưới, bọn hắn lại có loại rung lẫy bẫy, phản phất yếu ớt không chịu nổi một kích cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, không chỉ là bọn hắn, phía dưới, cừu gia tổ địa bên trong, hủ dị ma quân mấy người cũng chậm rãi xuất hiện, bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong phong thiểu vũ cùng bên trên quan hy nhi giao thủ. Sắc mặt trắng bệch, có loại tận thế hàng lâm cảm giác sợ hãi, nói thật, bọn hắn không phải không có thấy qua việc đời người, trước đây Tần Trần cùng cơ không cách nào lão tổ chi chiến, liền đã kinh thế hải tục, có thế bây giờ bọn hắn lại có loại cảm giác, bây giờ một trận chiến này, so với Tần Trần cùng cơ không cách nào lão tổ trận chiến kia, muốn đáng sợ hơn. Thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều, hơn nữa bọn hắn không rõ có loại cảm giác, đó chính là Phong Thiểu Vũ cùng bên trên quan hy nhi giao thủ, tự hồ chưa dùng hết toàn lực, hai người giao thủ, phản phất tại luận bàn đồng dạng, loại cảm giác này mười phần quỷ dị cũng vô cùng rõ ràng lộ ra ở tại bọn hắn trong đầu, thế nhưng là, kinh khủng như vậy giao thủ nếu như vẫn chỉ là luận bàn. Như vậy hai người chân chính chiến đấu, lại sẽ là nhiều đáng sợ, phong thiểu vũ, người diệt ngã chấp pháp điện mạch gia, bây giờ lại tiến công cừu gia, người rốt cuộc muốn làm gì? Mà giờ khắc này trên đường chân trời, bên trên quan hy nhi không ngừng xuất thủ đồng thời, cũng kinh sợ truyền âm nói, nàng đang chất vấn phong thiểu vũ, hy nhi, ta muốn làm cái gì? ngươi không phải không biết a à. những ngày này phát sinh hết thảy ngươi không phải không tin tường ngươi phiêu miễu cung nhằm vào ta hiên viên đế quốc trước tiên đánh lén ta đế quốc trụ sở phía sau diệt ta ung châu thiên môn tông bây giờ lại hủy đi thượng đế núi lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng ngươi rốt cuộc muốn làm gì phong thiểu vũ lạnh lùng nói ánh mắt băng lãnh bên trên quan hi nhi còn không biết xấu hổ hỏi hắn muốn làm gì rõ ràng là phiêu miễu cung một mực nhằm vào hắn bây giờ lại hỏi hắn muốn làm cái gì. Nực cười, oanh, hắn ra tay, ẩn chứa tức giận, trong tay đế vương chi kiếm bên trên, lập tức uy năng tăng vọt, bao phủ ra, là chúng ta đánh lén ngươi hiên viên đế quốc trụ sở. Nực cười, rõ ràng là các ngươi hiên viên đế quốc đi trước đánh lén mặt gia. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bên trên quan hi nhi tức giận nói, mặt gia tình báo nàng đã sớm nhìn rồi, đích thật là hiên viên đế quốc ra tay trước điểm này không thể nghi ngờ, rõ ràng là ngươi mạc gia trước tiên đánh lén ta hiên viên đế quốc trụ sở. Phong thiểu vũ ánh mắt dữ tợn, bên trên quan hy nhi đây là chuẩn bị đổi trắng thay đen sao. Tất cả chứng cứ phong thiểu vũ đều nhìn rồi. Rõ ràng là mạc gia ra tay trước, quanh, song phương đại chiến, kinh khí ngập trời, mà phía dưới, hiên viên đế quốc những cường giả khác cũng không có dừng tay. Nhìn thấy phong thiểu vũ cùng bên trên quan hy nhi tại đại chiến sau đó, lập tức liền đem lực chú ý tập trung đến phía dưới cừu gia nhân thân bên trên, hừ, trước hết giết những thứ này cừu gia người. Bọn hắn cười lạnh một tiếng. Bay lượn xuống, trực tiếp điên cuồng đánh tới, cừu gia người lập tức kinh hãi, đồng thời mấy đạo cường hãn khí tức vọt lên, chính là hữu dị ma quân chờ dị ma tộc người cùng cừu gia một chút ẩn cư cử phách cường giả, giờ khắc này nhao nhao ra tay, ngăn cản hiên viên đế quốc cường giả tập kích, quanh. Song Phương lập tức bộc phát ra khí tức kinh người, rầm rầm rầm. Song Phương đại chiến, cơ gia tổ địa bên trong lập tức đá vụn bắn tung tóe, một mảnh bụi mù. Lần này Hiên Viên Đế Quốc xuất động cường giả, mỗi cái thực lực phi phàm, Hủ Dị Ma quân bọn người mặc dù thực lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn còn có thể giao một ngang tay, nhưng rất nhanh công phu, liền đã rơi vào hạ phong, từng cái chỉ có sức lực chống đỡ, mắt thấy cựu gia người liền muốn không kiên trì nổi. Đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, quanh bóng đen ra tay, âm lãnh ma khí ngang dọc bao phủ, lập tức từng trận quỷ khóc thần hào thanh âm vang dội đứng lên, âm phong từng trận, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cơ gia tổ địa, đại nhân. Nhìn thấy bóng đen kia, hủ dị ma quân đám người nhất thời lộ ra vẻ kích động, người nào? Hiên viên đế quốc mấy đại cường giả thì ánh mắt lạnh lẽo, mắt lộ ra hải nhiên, trong lòng chấn động mãnh liệt bởi vì người kia vừa ra tay, liền cho bọn hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không biết vì cái gì, giờ khắc này mấy người bọn họ trái tim tất cả đều phanh phanh nhảy dựng lên, tê cả da đầu, toàn thân phát trung, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, đi. Không thể không nói, có thể trở thành hiên viên đế quốc cường giả đỉnh cao nhân. Chưa bao giờ bất kỳ một cái nào là ngu ngốc, song phương còn không có chân chính giao thủ, vậy mà trước tiên lui lại, sưu sưu sưu, Hóa thành từng đạo lưu quang, trước tiên rời đi cơ gia tổ địa, quả quyết như thế hành động, liền xem như bóng đen kia cũng là lấy làm kinh hải. Nó âm u lạnh lẽo nở nụ cười, ngược lại là không có tiếp tục đuổi bắt, mà là quay người nhìn về phía hủ dị ma quân. Ánh mắt băng lãnh, hủ dị ma quân chính là dị ma tộc bên trong thượng vị ma quân. Tại dị ma tộc bên trong, địa vị cao quý, thân phận lạ thường, nhưng tại bóng đen này trước mặt lại giống như thần tử gặp được đế vương không khỏi quỳ một chân trên đất, nội tâm sợ hãi, trung giọng nói, đại nhân. Bóng đen kia lạnh lùng nhìn chầm chầm nó, nhưng hữu dị ma quân cả người lông tơ đều dựng lên. Chỉ cảm thấy toàn thân hàng ý khắp cả người, sợ bị bóng đen nhìn ra manh mối, sau một hồi lâu, bóng đen kia mới lạnh lùng nói, hữu dị, cái này cơ gia tổ địa bên trong ta dị ma tộc người như thế nào ít như vậy. Cơ gia tổ địa chính là dị ma tộc người một cái trụ sở, sẽ liên tục không ngừng nhường chuyển sinh tế đàn chuyển sinh thành công dị ma tộc người đoạt xá nhân tộc cường giả. Gọi là dị ma tộc một cái hạch tâm chi địa, nhưng bây giờ bóng đen này quét xuống một cái, lại phát hiện nơi này dị ma tộc người vậy mà không nhiều, cái này khiến nó không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc, hữu dị ma quân lập tức hoảng sợ nói, đại nhân, là tiên trước hiên viên đại đế phong thiểu vũ, hắn bên dưới một kiếm, chém giết tộc ta không thiếu cao thủ, còn có chuyển sinh tế đàn. Chuyển sinh tế đàn thế nào? Nghe nói dị ma tộc người vẫn lạc không thiếu cao thủ, bóng đen kia ngay từ đầu còn không thèm để ý, có thế nghe được chuyển sinh tế đàn sau khi xảy ra chuyện, ngữ khí của nó lại bỗng dưng thay đổi. Hô, không lo được lại nghe hủ dị ma quân giảng giải, bóng đen kia phút chốc đi tới chuyển sinh tế đàn vị trí, sau một khắc, sắc mặt của nó lập tức trở nên xanh xám, mơ hồ không rõ trên mặt nổ bắn ra kinh người tinh mang phía trước. Nơi nào còn có chuyển sinh tế đàn cái bóng, sớm đã biến thành một vùng phế tích cùng gạch ngói vụn, mà cái kia chuyển sinh tế đàn cũng ở vào trong mảnh phế tích này, bị triệt để chôn vùi, biến thành bột mịn, này đáng chết Phong Thiểu Vũ, a, à, từng đạo chói tai băng lãnh âm thanh theo nó trong miệng truyền ra. Giống như lệ quỷ khóc thét, giữ tận kinh khủng, Phong Thiểu Vũ, ngươi giết ta dị ma tộc người cũng cũng không sao, hôm nay, ngươi diệt tộc ta chuyển sinh tế đàn thù này không đội trời chung. Hô, bóng đen kia gào thét lên tiếng, thân hình thoát một cái, chợt biến mất ở tại chỗ, xông về vô tận phía chân trời, tổ địa bên trong, cơ đạo nguyên cùng hữu dị ma quân liếc nhau. Không khỏi thở ra một hơi, một trái tim lập tức để xuống, cuối cùng lừa bịp đi qua, xem ra Trần Thiểu kế hoạch, hoàn toàn chính xác hữu hiệu, quanh, bây giờ trên đường chân trời, phong thiểu vũ cùng bên trên quan hy nhi, đang điên cùng giao thủ, nghe được phong thiểu vũ giải thích, bên trên quan hy nhi không khỏi âm thầm tức giận, nhưng là biết dạng này tranh luận căn bản không có cái phần cuối. Huống chi bây giờ Mạc gia đã tất cả đều vẫn lạc, tranh cãi nửa xuống, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hảo, Mạc gia thời điểm tạm thời không đề cập tới, ta lại hỏi ngươi, vì cái gì ngươi hiên viên đế quốc muốn đối ta phiêu miễu cung ra tay, đánh lén ta phiêu miễu cung trụ sở, thậm chí còn bắt đi mộ dung băng vân, Bên trên quan Hy Nhi tức giận nói, ánh mắt băng hàng, đây mới là nàng khó khăn nhất tiếp nhận. Mộ dung băng vân là của nàng nữ nhi, hiên viên đế quốc người vậy mà lợi dụng nàng làm văn chương, càng là suýt chút nữa đem băng vân cho dơ bẩn, cái này đã xúc động vẫy ngược của nàng, băng vân. Cái gì băng vân? Ta căn bản không mệnh lệnh hiên viên đế quốc đối với ngươi phiêu miểu cung động thủ. Phong thiểu vũ vội vàng giảng giải, một mặt kinh sợ, băng vân đã xảy ra chuyện sao? Hi Nhi, băng vân nàng đến cùng thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Phong Thiểu Vũ lập tức lo lắng nói, hừ, trang cái gì trang, ngươi sẽ không biết sao. Bên trên quan Hi Nhi nhìn thấy Phong Thiểu Vũ một bộ hậu tri hậu giác bộ dáng, càng là giận trong lòng, băng vân chính là nữ nhi của hắn, hắn thật không ngờ không quan tâm sao, Hi Nhi, ta thật sự không biết chuyện, băng vân nàng đến cùng thế nào? Ngươi phải biết tuyệt không có khả năng này là ta hiên viên đế quốc làm tuyệt đối là có người cố ý hãm hại ta làm sao lại hại hi nhi đâu phong thiểu vũ lo lắng nói cố ý hãm hại bên trên quan hi nhi nhịn không được cười to đây là ta tận mắt nhìn thấy như thế nào hãm hại nếu như không phải ta chạy đến kịp thời băng vân nàng sớm đã bị ngươi hiên viên đế quốc thiên môn tông người đánh chết thậm chí gặp phải càng thêm thê thảm kết cục mà lúc kia đâu ngươi ở đâu Bên trên quan hy nhi kỳ thực cũng cảm thấy trước đây thiên môn tông đánh lén phiêu miểu cung một chuyện có chút cổ quái, ở trong đó thậm chí còn có một chút ẩn tình, nhưng mà băng vân bị thiên môn tông người khi nhục, càng là suýt chút nữa chém giết hình ảnh, là nàng tận mắt nhìn thấy, trước đây nếu không phải nàng chạy đến kịp thời. Băng vân tuyệt đối đã xảy ra vấn đề, nực cười phong thiểu vụ. Video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.